Năm 2000, Angelina Jolie quay bộ phim Tomb Raider tại Campuchia và cô bắt đầu yêu mến vùng đất này. Vì thế, nữ diễn viên đã quyết định đến thăm trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ. Ở nơi đó, Angelina Jolie đã gặp Badok và bắt đầu làm các thủ tục để đưa cậu bé về Mỹ. Nhờ có người cộng sự Sarah Maud giúp đỡ tận tình, mỹ nhân Maleficent mới có thể thuận lợi trở thành người nhận nuôi hợp pháp của Badok. Anh Sarah Maud nhận xét Badok là một đứa trẻ nhạy bén, thông minh và hay cười hơn những bạn trẻ cùng trang lứa. Khi Angelina Jolie đến thăm trại trẻ mồ côi và nhìn thấy Badok, cậu bé đã mỉm cười với cô ấy và đứng dậy thay vì khóc như những đứa trẻ khác. Nụ cười của Badok khi ấy đã chạm đến trái tim của Angelina Jolie. Đó là lý do tại sao cô ấy chọn Badok. Ấn tượng đầu tiên khi Angelina Jolie gặp Badok, cậu bé gầy đen suy dinh dưỡng nhưng lại vô cùng kháu khỉnh và hay cười. Chính nụ cười ấm áp ấy đã khiến Angelina Jolie quyết định nhận nuôi Badok. Mặc dù giai đoạn này Angelina Jolie vẫn là vợ của nam tài tử Billy Bob Thornton, nhưng trên giấy tờ chỉ có tên của nữ diễn viên trong phần cha mẹ nuôi. 4 tháng sau khi Angelina Jolie nhận nuôi Badok, cặp đôi đã quyết định ly dị. Theo một nguồn tin thân thiết tiết lộ với báo giới, Billy tỏ ý không hài lòng khi Angelina Jolie nhận nuôi Badok và cho rằng chính cậu bé là người xen vào mối quan hệ của cả hai. Hành trình để Angelina Jolie nhận nuôi Badok cũng không hề dễ dàng. Anh Sarah Maud nói, ở thời điểm đó, vấn nạn buôn bán trẻ em xuyên biên giới đang rất tồi tệ ở Campuchia, có rất nhiều vấn đề pháp lý cần được giải quyết và cô ấy không muốn mắc sai lầm. Với vai trò là một người bạn và đồng nghiệp, tôi đã đăng ký nhận Badok là con nuôi của tôi, sau đó tôi ký văn bản pháp lý để Angelina nhận Badok từ tôi. Nhờ có cha nuôi Sarah, cậu bé mồ côi gốc Campuchia đã được sang Mỹ và đổi đời khi trở thành con nuôi của Angelina Jolie. Với Badok, Minh Tinh trải qua những cảm giác của lần đầu tiên làm mẹ đơn thân, là một người phụ nữ bình thường với trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái. Chính Angelina Jolie từng tâm sự rằng Badok đã mang đến cho cô những trải nghiệm thật đặc biệt. Đó là đứa con đầu tiên của tôi, thằng bé khiến tôi trở thành một người phụ nữ thực sự. Từ khi trở thành con của Angelina Jolie, Badok được mẹ đưa đi khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện khi nữ diễn viên đi quảng bá phim cùng Brad Pitt.